Xin chào các bạn, hôm nay thì các bạn thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ cũng đã tăng lên vì một cái tin tức tốt liên quan đến là tháng 5 mới đây thì thống kê sau khi mà mở cửa lại để mà làm ăn thì có một số thống kê cho thấy được là người dân cũng đã đi ra ngoài mua sắm và cái số lượng mà người dân ra ngoài mua sắm thì cũng đã khiến cho cái thị trường chứng khoán lạc quan hơn nhưng mà cái tin tức mà tôi nghĩ là quan trọng hơn ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới cục dự liên bang của Hoa Kỳ thì trong ngày hôm nay là cục dự liên bang của Hoa Kỳ, chủ tịch Powell cũng đã họp với lại Thượng viện của Hoa Kỳ thông qua một cái gọi là Senate Banking Committee hay chúng ta có thể gọi tắt là một cái quỹ ban ngân hàng thượng viện. Ngày mai thì chủ tịch Powell cũng sẽ phát biểu tương tự nhưng mà ở hạ viện. Thì trong cuộc phát biểu này đã nói tới những gì? Đã nói tới nhiều uh, những điều mà chúng ta cũng đã thường hay nói tới liên quan tới là chủ tịch Powell của cục dữ liên bang của hoa kỳ đã đưa ra những cái thống kê là trong vòng mấy tháng qua đã làm những gì và những cái điều đó là đã đạt được những cái lợi ích gì cũng như là sau này có tai hại như thế nào thì chúng ta thấy được là những điều mà được nói tới trong cái cuộc phát biểu này là liên quan tới lạm phát cũng như là liên quan đến cái những gì mà đã làm trong vòng mấy tháng qua thì cái sức ảnh hưởng đối với tương lai tài chính của hoa kỳ là như thế nào đây là một điều mà chúng ta thấy đã được nói tới trên CNBC cũng như là được nói tới bởi Cointelegraph Và tôi nghĩ là một số những lời phát biểu của Chủ tịch Powell của Cục Chính liên bang của Hoa Kỳ sẽ làm cho các bạn có thêm một cách nhìn khác về tại sao mà cho đến ngày hôm nay Fed vẫn tiếp tục có thể là in tiền mà không sợ lạm phát sau này Đây là một điều mà Thượng Đức muốn chia sẻ với các bạn thì ngoại trừ điều đó ra có một số những cái tin tức nhỏ khác tôi muốn chia sẻ với các bạn như là chúng ta thấy được là Coindesk ngày hôm nay đã đưa ra một tin tức là Canada Central Bank nghĩa là ngân hàng trung ương của Canada đang suy nghĩ đến là đưa ra đồng CBDC có nghĩa là một cái đồng kỹ thuật số của quốc gia cho nước Canada thì điều này có thật hay là không chúng ta sẽ cùng nhau để mà tìm hiểu về những gì đã được chia sẻ bởi Coindesk Kế tiếp thì tôi muốn cập nhật với các bạn một cái tin tức liên quan đến cái vụ mà có hai cái giao dịch trên mạng lưới của Ethereum mà có cái phí rất là cao. Nhiều bạn cũng đã nhớ là có hai cái giao dịch Ethereum mà hai giao dịch này có cái phí rất là cao, hơn 5 triệu đô la và nhiều người thì cho đây là một cái cuộc blackmail, một cuộc tống tiền. Nhưng mà thông qua cuộc phỏng vấn với lại Alex Manuskin của công ty Zango thì đã có một số những cái dẫn chứng đưa ra cho thấy được là cái giả thuyết liên quan tới đây là một tống tiền thì cũng không rõ lắm nhưng mà tại sao thì chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn một lát nữa và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu liên quan đến những cái ví của các cá voi ở trên mạng lưới của BTC Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam bây giờ là 9 giờ 55 sáng à, ngày 17 tây tháng 6 là ngày thứ tư và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này hay là các bạn có thể đi vào trang web capital com sau đó bấm vào giới thiệu để tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter. Và các bạn nên nhớ đây là những cái link mà chính thức có nghĩa là các bạn thấy những cái link nào mà không phải là những cái link này thì đó không phải là một cái mạng xã hội hay là một cái trang web của Thuận Capital và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch thì ở phía dưới video này sẽ có cái link đó chính là cái link dẫn các bạn đến cái trang các bạn đang nhìn thấy trên màn hình các bạn có thể tham gia những sàn margin như là snapx, bybit hay là các bạn có thể tham gia sàn binance hay là sàn coinbase snapx và bybit là hai sàn margin và tham gia sàn snapx các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí nếu như là mà các bạn đăng ký thông qua link của thuận capital thì các bạn cũng đã biết là thị trường bitcoin là một cái thị trường mà giá cả dao động rất là mạnh và rất là khó đoán và đi rất là nhanh. Các bạn thấy được nếu như mà Bitcoin muốn lên thì không ai có thể cản nổi, mà nếu như Bitcoin muốn đi xuống thì không ai có thể là giữ được. Trước khi mà thường làm cái video này thì thường đã đăng một cái post ở trên Facebook, Twitter và Telegram thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là BTC đã không phá được 10.000 đô nhiều tháng, cũng đã gần như là hơn 6 tháng không thấy Bitcoin phá được 10.000 đô và những đợt mà phá được thì chỉ có thể là đi trên 10.000 đô một thời gian rất là ngắn chỉ có khoảng chừng là vài ngày thì đi ngược trở xuống. Thì khi mà chúng ta nghĩ tới là khi nào thì BTC mới thực sự là trở về 20.000 đô Thì các bạn có thể thấy là đây là một cái à, khoảng cách quá là xa Tại vì chúng ta thấy được là bây giờ Bitcoin là vẫn xoay quanh là khoảng 9.000 đô Nhưng mà các bạn đừng có quên là sự thật thì BTC đi từ cái mức là 10.000 đô cho đến 20.000 đô năm 2017 là chỉ có 16 ngày nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là nếu như mà BTC mà đi từ 20.000 đô xuống 10.000 đô thì cũng có thể là đi trong vòng chỉ có 16 ngày. Điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là đây là một cái thị trường mà rất khó đón và dao động rất là mạnh. Nhưng mà cũng vì cái lý do mà BTC dao động quá mạnh cho nên khiến cho chúng ta ở trong thị trường này rất là có hào hứng tại vì chúng ta muốn à, tham gia một thị trường mà rất là sôi động. Nhưng mà nói tới sôi động thì các bạn thấy được là gần đây cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng sôi động không kém. Ngày hôm nay thì chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc là tiếp tục tăng lên. Chúng ta thấy được là Dow Jones đã tăng 2,04%, S&P 500 đã tăng 1,9% và Nasdaq đã tăng 1,75%. Khi mà chúng ta nhìn vào pre-market nghĩa là những cái hợp đồng tương lai thì ngày mai cả ba chỉ số đều đi xuống như là Dow Futures thì Future thì xuống 0,7%, S&P Future thì xuống 0,44% và Nasdaq Future thì xuống 0,21%. Nhìn vào thị trường dầu thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của dầu bây giờ là xuống 2,37% ở mức là 37 đô 47 sen. Và chúng ta nhìn vào vàng thì các bạn thấy được là vàng bây giờ là ở mức là 1730, hôm nay thì xuống 0,35%. Và chúng ta thấy được là vàng trong dòng mấy tháng qua thì vẫn xoay quanh cái mức là từ 1700 tới 1750 nhiều người thì cho là cái giá vàng là đang bị làm giá rất là nhiều như lời thường đã chia sẻ và sự thật là trong vòng mấy năm qua các bạn thấy là có rất nhiều vụ làm giá vàng nhiều người cho là giá vàng là đang bị đè xuống tại vì có một số người không muốn cái giá vàng tăng lên như lời thường đã chia sẻ trong cái bài viết của video trong video ngày hôm qua thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này thì các bạn hãy comment ở phía dưới thì tại sao mà chứng khoán tăng mạnh ngày hôm nay thì các bạn thấy được là có một tin tức tốt được đưa ra là thống kê tháng 5 cho thấy được là các cửa hàng đã có thể bán được nhiều hàng hóa hơn là nhiều người dự định và cái sự tăng trưởng của tháng 5 mới đây là cái số phần trăm tăng trưởng của những cửa hàng bán được là đã lên tới 16,8% có nghĩa là đã tăng trưởng hơn gấp đôi cái số phần trăm mà ước tính bởi những cái chuyên gia là chỉ có 8%. Và các bạn thấy được rằng nếu như chúng ta không có tính những cái ngành như là ngành bán xe, có nghĩa là ngành phụ tùng ô tô, hai ngành đó nếu như các bạn mà không có tính thì chúng ta thấy được là tháng 5 này cái số lượng hàng hóa bán được đã tăng 12,4%. Đây là cái phần trăm tăng trưởng mà nhiều nhất khi chúng ta tính từ năm 1967 cho tới bây giờ. Và thật ra Tuy là chúng ta thấy được cái sự tăng trưởng mạnh, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ thì hồi phục các bạn thấy là khoảng chừng chỉ là phân nửa. Khi chúng ta tính theo cái tổng số tiền hàng hóa bán được thì chỉ hồi phục lại chỉ có khoảng chừng là phân nửa. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn phân nửa để có thể trở lại như là trước khi có dịch bệnh. Tuy nhiên đây vẫn là một cái tin tức rất là tốt, một cái tiến triển rất tốt để cho thị trường chứng khoán có cái sự tăng trưởng như ngày ngày hôm nay. Nhưng mình nghĩ tin tức quan trọng hơn ngày hôm nay Đó chính là tin tức liên quan tới Chủ tịch Powell đã phát biểu với Thượng viện của Hoa Kỳ Đây là một cuộc phát biểu đối với Senate Banking Committee Hay là Quỹ ban Thượng viện Hoa Kỳ Thì trong cuộc phát biểu này phép đã nói những gì Thì các bạn thấy được là Chủ tịch uh, Jerome Powell đã nói là trong vòng 3 tháng qua Đã làm uh, rất nhiều điều Trong vòng 3 tháng qua thì Chủ tịch Powell đã liên tục hỗ trợ thị trường tài chính Cũng như là thị trường tín dụng Và đến ngày hôm nay thì thị trường tài chính có, có sự tiến triển rất là nhanh và hồi phục rất là nhiều, đó chính là do cái nỗ lực của Fed. Cho nên Fed cảm thấy là những gì mà mình đã làm được trong vòng 3 tháng qua đã giúp ích được rất nhiều cho thị trường tài chính. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều những người có nhiều câu hỏi cũng như là nhiều sự lo lắng. Những cái sự lo lắng mà chúng ta cũng đã nói tới trên channel này như là liên quan tới lạm phát cũng như là liên quan đến cái sự ảnh hưởng lâu dài đối với thị trường tài chính và đặc biệt hơn là những gì mà fed đã làm bắt đầu là đầu tuần này liên quan tới việc là fed sẽ bắt đầu mua lại trái phiếu của những công ty tư nhân thì điều này có làm ảnh hưởng như thế nào đối với cái giá cả của trái phiếu hay là không tại vì bây giờ trên thị trường tài chính thì có rất nhiều những cái còi báo động mà họ đã đặt tự động có nghĩa là sẽ biết được là những cái công ty nào mà đang trên bờ vực phá sản hay là có cái vấn đề gì đó. Nếu như mà Fed dùng tiền để mà mua là những trái phiếu đó thì có thể là những cái hệ thống báo động những cái còi báo động đó sẽ không có hoạt động được. Thì Fed làm gì sẽ làm ảnh hưởng lâu dài đối với cái à, nền kinh tế cũng như là đối với cái à, sức khỏe của tài chính. Nhưng mà chủ tịch Powell lại không nghĩ như vậy, chủ tịch Powell đã đứng chính lại là điều mà chủ làm là không phải là in thêm tiền để mà mua lại những cái trái phiếu của những công ty tư nhân mà đây là một điều mà được phát biểu hồi tháng 3 ngày 23 tây tháng 3 khi mà cái dịch bệnh xảy ra thì lúc đó Fed cũng đã đưa ra cái lời phát biểu là sẽ quyết tâm hỗ trợ thị trường cho tới cùng bằng cách là sẽ mua lại những cái trái phiếu mà trong đó sẽ có những cái trái phiếu của những cái công ty tư nhân và đối với chủ tịch Powell thì nếu như là hứa thì là phải làm Tại vì lý do tại sao mà thị trường có sự hồi phục mạnh lại Có cái nền uh, tin tưởng rất là cao đối với Fed Tại vì Fed nó đã làm cho nên đối với chủ tịch Powell đây là một điều rất quan trọng Là khi mà đã nói là sẽ hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ Và cái điều liên quan đến là cái số tiền mà dùng để mà mua những cái trái phiếu của những công ty tư nhân này đó là dùng cùng một cái số tiền mà trước đây đã mua những cái trái phiếu thông qua những cái ETF chỉ có bây giờ là Fed sẽ thay đổi xu hướng thay vì là mua lại những cái trái phiếu trong những quỹ đầu tư ETF thì sẽ mua trực tiếp từ một số những công ty và tự tạo ra một một cái quỹ đầu tư cho mình và Fed nói là cái số tiền mà có thể là mua là có thể là lên tới 750 tỷ Đây là cái số tiền mà đã hứa hồi tháng 3 Nhưng mà cái vấn đề ở đây thì một số người cho là cái lời hứa đó là không phải là hứa là sẽ nhất định mua lại những cái trái phiếu tư nhân mà cái lời hứa đó là nếu như cần thiết thì sẽ mua là những cái trái phiếu từ những công ty tư nhân Nhưng mà Chủ tịch Powell nói là ông ta không nghĩ như vậy Ông ta nói là đây là một điều mà cần phải làm Tại vì đây là một điều mà cần thiết để cho kinh kinh tế tiếp tục phát triển, thị trường tín dụng tiếp tục phát triển. Cái câu hỏi bây giờ là trước khi mà Fed đưa ra cái quyết định là mua lại những cái trái phiếu tư nhân này thì lúc đó có cái dấu hiệu gì cho thấy là thị trường tài chính sẽ sụp đổ hay là bất ổn hay là không? Hay là tại sao Fed tự nhiên là đưa ra cái quyết định là mua lại những trái phiếu công ty tư nhân? Các bạn có hiểu là bây giờ là một trong những điều mà lo ngại ở đây đó chính là Fed dùng cái quyền lực của mình để mà thao túng thị trường, dùng lực của mình để mà bơm thị trường lên vì một cái lý do nào đó và đương nhiên thường nghĩ một số những cái câu hỏi này là đến từ những cái lý do chính trị, tại vì các bạn thấy được là năm nay là năm à, bầu cử, là năm 2020, cho nên đối với lại tổng thống Trump thì kinh tế ổn định, thị trường chứng khoán tăng cao là một điều rất cần thiết các bạn cũng thấy được đây là một trong những cái lo ngại là Fed chịu nguồn lực của mình để mà làm những cái vấn đề đó. Một số những câu hỏi khác nữa là liên quan tới lạm phát. Các bạn thấy được là bây giờ thì cái số tiền mà Fed ghi nợ đã rất là cao. Ở trong cái giấy tờ kế toán của Fed thì các bạn thấy được là mỗi một lần mà Fed mua lại một trái phiếu nghĩa là một cái giấy nợ của chính phủ Hoa Kỳ hay là của một công ty tư nhân thì Fed sẽ đưa cái giấy nợ đó đi vào cái tài liệu kế toán sau đó thì sẽ xuất tiền cho công ty đó mượn thì các bạn thấy được là cái số nợ Fed ghi càng ngày càng nhiều và tiền thì in ra như vậy thì sẽ dẫn đến lạm phát. Fed thì không nghĩ như vậy, các bạn thấy được là Chủ tịch Powell đã chia sẻ là đối với cục giữ liên bang thì trong thời gian ngắn hạn không những là không lo ngại đến cái phần trăm tăng trưởng về mặt lạm phát mà có thể là lạm phát có thể là rất là thấp. Tại sao? Tại vì bây giờ đối với Chủ tịch Powell là cơ hội rất là cao là cái nhu cầu mua sắm rất là thấp, khiến cho cái hàng hóa sẽ không phải là tăng trưởng về mặt giá cả mà thậm chí sẽ đứng yên hoặc là còn phải giảm giá cho nên trong khi ngắn hạn không chỉ là chúng ta sẽ không thấy lạm phát mà thậm chí một số những mặt hàng và dịch vụ chúng ta có thể thấy là giá cả đứng yên hoặc là đi xuống như là chúng ta nói tới là à, quần áo, chúng ta nói tới là đổ xăng, chúng ta nói tới là đi du lịch. Những dịch vụ và những cái sản phẩm đó có thể là không tăng trưởng về mặt giá cả mà còn có thể là đi xuống giá tại vì nhu cầu bây giờ đã xuống, đó là điều mà chủ tịch Powell tin tưởng. Trong thời gian dài hạn thì đối với Chủ tịch Powell thì ông ta suy nghĩ một cách là chúng ta nói về là phần trăm lạm phát hay để nói về cái số nợ thì thực ra mà nói đối với Chủ tịch Powell thì ông ta nghĩ là chúng ta không thể là chỉ nhìn riêng về một hướng mà chúng ta phải nhìn một cách là tương đối là bao nhiêu. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như trong thời gian dài hạn mà thị trường bắt đầu hồi phục lại nền kinh tế hồi phục lại chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã bắt đầu là bước vào một thời kỳ Hưng thịnh kế tiếp tất cả mọi thứ đều tốt đẹp và tăng trưởng thì phần trăm lạm phát mà có tăng lên chút xíu nữa thì cũng là tương đối là ok chứ không có phải là như là mọi người nghĩ là sẽ rất xấu tại vì đối với chủ tịch Powell thì ông ta có một cách suy nghĩ à, thông qua những cuộc nói chuyện thường thấy được là ông ta suy nghĩ là nếu như mà một nền kinh tế mà tăng trưởng mạnh thì thực ra lạm phát cao cũng là một điều rất bình thường cho nên đối với là chủ tịch Powell thì ông ta hoàn toàn tin tưởng là chỉ cần là nền kinh tế phát triển thì lúc đó lạm phát sẽ được ổn định lại còn việc liên quan tới là ghi nợ quá nhiều thì chúng tôi Powell cũng nghĩ là đây không phải là một cái vấn đề lớn tại vì thật ra nợ nhiều hay ít là tính theo cái à, nền kinh tế đó lớn hay nhỏ nếu như mà nền kinh tế đó lớn lên thì cái số nợ à, có lớn lên đi nữa miễn là còn tương đối à, so với là trước đây là ít hơn thì chúng ta sẽ thấy được là số nợ đó phần trăm không còn là một cái vấn đề lo ngại có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể thấy được là đối với cái nền kinh tế bây giờ thì cái số nợ mà phải ghi lại đã quá lớn nhưng mà sau đây nền kinh tế lớn hơn mà lúc đó là không cần phải mượn nữa thì cái số nợ đó là sẽ bị đóng băng như là năm 2014 tới năm 2017 thì nền kinh tế lớn hơn số nợ không tăng cũng giữ nguyên một chỗ khi chúng ta nói tới là tính theo giá của đồng đô la thì lúc đó phần trăm nợ so với lại nền kinh tế thì sẽ nhỏ hơn đó là cách mà Chủ tịch Powell suy nghĩ Đây là một cách mà rất là khác so với lại những người như là Thuận Và một số những cái nhà đầu tư khác Khi mà thấy được là chúng ta suy nghĩ một cách tuyệt đối Có nghĩa là in tiền thì sẽ dẫn đến là giá cả của đồng đô la sẽ xuống giá Chủ tịch Powell thì lại nghĩ đây chúng ta không nên nghĩ về mặt tuyệt đối Mà nên nghĩ về mặt tương đối đó chính là điều mà đã được phát biểu bởi chủ tịch Powell ngày hôm nay. Ngày mai thì chúng ta hãy theo dõi coi coi là chúng ta sẽ nhận được những cái tin tức gì từ Cục Dữ Liên bang của Hoa Kỳ khi mà Chủ tịch well phát biểu ở Hạ Viện. Kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới một số những cái tin tức liên quan tới Bank of Canada, liên quan tới Ngân hàng Trung ương của Canada. Cũng như chúng ta sẽ nói tới một cái tài liệu cập nhật liên quan tới cái vấn đề của đồng Ethereum cũng như chúng ta sẽ nói tới một cái biểu đồ được chia sẻ bởi Klattner liên quan tới cái số lượng ví của những cái cá voi thì chúng ta nói tới cái tài liệu liên quan tới Bank of Canada Ngân hàng Trung ương Canada thì bài viết này của Condes nói là Ngân hàng Trung ương của Canada có một số dấu hiệu cho thấy được là đang suy nghĩ rất nghiêm túc về việc đưa ra một cái tiền kỹ thuật số riêng cho nước của Canada chúng ta thấy được đây là một đồng mà nhiều người gọi là CDBC thì thật ra canada là một trong những cái quốc gia mà chúng ta cũng đã được à, nghe nói tới về việc là suy nghĩ là có nên đưa ra đồng tiền kỷ lục số riêng của quốc gia hay là không và các bạn cũng đã thấy là ngoại trừ canada thì có những nước khác như là trung quốc và một số nước cũng vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta chỉ nghe được một số những cái tài liệu đó đây, chúng ta vẫn chưa có những tài liệu nào mà thực sự cho thường cảm thấy được là điều này là một điều mà sẽ sắp sửa xảy ra. Và ở Hoa Kỳ thì hầu như là bây giờ tất cả những cái tài liệu liên quan tới Hoa Kỳ đưa ra một tiền kỷ lục số riêng, những tài liệu đó là đã bị bác bỏ. Và ngay cả Canada, các bạn sẽ thấy được là ở Canada thì trước đây chỉ có vài tháng hồi tháng 2 năm 2020 thì những cái nhà chức trách của Canada cũng đã bác bỏ cái ý định là ngân hàng Canada sẽ đưa ra một cái đồng một tiền kỹ thuật số riêng của nước Canada. Thì tại sao bài viết này của Condes lại nói như vậy? Thì Condes nói là trên trang web chính thức của Bank of Canada thì đã đưa một cái thông báo là đang tuyển nhân viên và các bạn thấy được là cái tuyển nhân viên này là cho một cái chức gọi là project manager nghĩa là quản lý dự án và dự án này là dự án CBDC có nghĩa là dự án tiền điện tử của Canada thì nhiều người khi mà nghe nói tới dự án tiền điện tử của Canada thì sẽ liên tưởng tới là blockchain hay là tiền kỹ thuật số nhưng mà thật ra khi mà chúng ta đọc kỹ thì các bạn sẽ thấy được là không có phải là như vậy đây là một cái dự án mà có thể nói là chuyển thể tiền tệ của Canada từ cái hình thức bây giờ trở thành một cái loại tiền điện tử chứ không phải là những cái dự án như chúng ta nghĩ là tiền kỹ thuật số của một quốc gia và các bạn thấy rất rõ ràng là ở đây để là bank note bank note là một cái loại tiền tệ các bạn cũng phải hiểu được là bây giờ khi các bạn cầm cái tiền pháp định trong tay như là các bạn cầm đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng yen thì những gì mà các bạn đang cầm trên tay đó không phải là tiền mà gọi là tiền tệ là một cái giấy nợ có nghĩa là đây là cái giấy nợ mà chỉ có giá trị tại vì chính phủ nói là có giá trị tại vì cái giấy nợ này là được bảo đảm bởi chính phủ mà đưa ra giấy nợ đó là chính phủ sẽ có cách để mà thâu lại thuế để mà có thể là hỗ trợ cái giá trị của cái tờ giấy các bạn đang cầm trong tay đó gọi là tiền tệ thì các bạn thấy rất là khác so với những cái loại tiền uh, như là chúng ta nói tới bitcoin hay là vàng nhưng mà một điều mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được là phía sau lưng cái lý do tại sao mà họ lại muốn muốn cái người project manager này cái người quản lý dự án cbdc này để mà làm cái gì ngoại trừ những điều mà họ đã chia sẻ với công chúng thì chúng ta sẽ không biết được nhưng mà đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái bài viết của condas thì chỉ đúng một phần tại vì đây không có phải là cho các bạn thấy được là sẽ là một cái loại tiền kỹ thuật số như là nhiều người đang nghĩ tới tin tức kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta hãy nói một cái cập nhật liên quan tới ethereum vừa đây là cái cập nhật liên quan tới cái vụ mà các bạn cũng đã nhớ là có hai cái giao dịch tự tiêu mà phí rất là cao hai giao dịch mà phí đã hơn 5 triệu đô la giả thuyết mà nhiều người cho là hợp lý nhất đó chính là đây là một cái blackmail một cái cuộc tống tiền tại vì có một người nào đó có thể là họ đã uh, lấy được cái khóa cá nhân nhưng mà họ không có di chuyển số tiền được cho nên họ mới đưa những cái phí cao như vậy giống như là tống tiền cái sàn đó để mà trả tiền cho họ khi mà chúng ta nhìn vào một số những cái tài liệu được chia sẻ bởi alex minuskin của zengo thì cũng không hợp lý lắm tại vì alex đã nói là nếu như mà đây là một cái cuộc tống tiền thì có một số điểm không hợp lý thứ nhất là cái ví mà trả cái số tiền lớn cho hai cái cuộc giao dịch đó thì cái ví đó vẫn hoạt động bình thường cũng như là trước đây các bạn thấy là có tiền nạp vào và tiền đưa ra thì nếu như đây là một cái ví mà đã bị hacker lấy khóa cá nhân thì tại sao sàn hay là đơn vị nào mà đang lưu trữ cái ví đó lại phải tiếp tục nạp tiền vào và hoạt động như là bình thường? Nếu như mà hacker thực sự mà lưu trữ cái khóa cá nhân thì tại sao hacker lại uh, tiếp tục để mà hoạt động cái ví đó cho người chủ của cái ví? Mình thấy đây là một điều rất là vô lý. Và điều thứ nhì nữa là nếu như mà hacker thực sự là muốn tống tiền sàn giao dịch hay là tống tiền của cái đơn vị mà đứng sau lưng cái ví này thì chỉ đơn giản là hacker không cho bất cứ một cái giao dịch nào có thể hoạt động được trên ví này. Tại vì đây là một cái ví mà các bạn thấy là có, có số tiền ra vô rất là nhiều Cho thấy được đây là cái ví mà được sử dụng Không phải là tư nhân mà có thể được, được sử dụng bởi một cái công ty Hay là một cái sàn giao dịch Thì nếu như mà không cho tiền ra vô Thì có thể dùng đó để mà quy hiếp sàn Không cần phải đưa ra những cái phí cao như vậy Tại vì cái phí mà hơn 5 triệu đó Thì hacker cũng đâu có lấy được đâu Cái số tiền đó các bạn thấy đã đưa vào trong cái hội đào Mà đã đào được hai cái giao dịch đó Và nói tới cái hội đào Thì các bạn thấy được là cho tới ngày hôm nay Thì hai cái hội đào mà đào được ba cái giao dịch một cái cái phí cao ở trên mạng lưới của Ethereum hai giao dịch là đào bởi cái quỹ đào gọi là Spark còn một giao dịch khác là một cái hội đào gọi là Etherchain thì cả hai cái hội đào này bây giờ nói là cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có một người nào liên lạc với họ nói là người ta vì lý do nào mà đã trả cái phí cao như vậy và có thể là hai bên đàm phán nhưng mà hai hội đào này nói là nếu như mà không nghe bất cứ ai tới để mà nói về cái giao dịch này thì cái số tiền mà đã thu được sẽ được phân phối cho những người mà đã tham gia cái hội đào đây là tài liệu mới nhất liên quan tới cái vấn đề đó thì muốn chia sẻ với các bạn và một tin tức nhỏ khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới cái biểu đồ được chia sẻ bởi Classno thì Classno cho thấy được là cái số lượng ví mà nhiều người gọi là cái số lượng ví cá voi thì cái số lượng ví đó là cái số lượng ví mà có hơn 1.000 BTC thì bây giờ đã có 1882 ví lưu trữ hơn 1.000 BTC. Các bạn thấy được đây chính là cái đường màu vàng ở trên màn hình của các bạn. Lần cuối cùng mà chúng ta thấy được là cái đường màu vàng này cao tới vậy, đó chính là cái lúc mà hồi năm 2017, trước khi mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng mạnh của Bitcoin từ cái lúc mà 5.000 đô lên tới 20.000 đô hồi tháng 12 năm 2017, thì các bạn thấy được là cái số lượng người mà lưu trữ cái ví mà có hơn 1.000 BTC ngày lại càng tăng lên. Nhưng mà thật ra cái số lượng 1882 đơn vị mà giữ những cái ví mà giữ hơn 1.000 BTC thì cái số tiền đó bây giờ so với lại tháng 9 năm 2017 thì đã cao hơn rất là nhiều. Tại vì các bạn thấy được là lúc đó giá Bitcoin là dưới 5.000 đô trong khi bây giờ giá Bitcoin là các bạn thấy là đã gần như là 10.000 đô. Nghĩa là cái số tiền phải là gấp đôi và có nhiều dẫn chứng cho thấy được là cái số tiền này khi mà đi vào những cái ví mà có hơn 1000 BTC thì lại đứng yên một chỗ trong đó mà không có đi trở ra, có nghĩa là sau khi mà vào ví thì lúc đó các bạn thấy được là những cái ví này sẽ tiếp tục lưu trữ cái số tiền này mà ít thấy khi nào mà họ dùng số tiền này để mà di chuyển qua một nơi khác. Đây cũng là một dẫn chứng là có rất nhiều người có rất nhiều BTC đang hô dài hạn. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn